Anh em mình quỷ luôn đi chứ không già đâu em ạ. Rách việc với anh đấy. HT Computer, cơ sở mua máy tính giá tốt nhất thị trường. Hỗ trợ trả góp không đồng với thủ tục cực kỳ nhanh gọn trong vòng 5 phút. Bảo hành 12 đến 36 tháng tùy vào các linh kiện. Đặc biệt, lỗi đổi cây mới trong thời gian bảo hành. Lắp đặt miễn phí bán kính 20 km. Tặng ngay bàn phím, chuột, loa, đồng hồ LED, 30 m dây mạng và tấm lăng chuột. Còn chần chừ gì nữa, liên hệ ngay hotline 0989 224 244 anh em nhé. Từng người con Wee Scan hát chán lắm rồi, tôi hát cho nhá. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Thôi ông im hồn đi. Khó à? Nghe có hồn mà, hồn luôn đấy đấy. Cái đoạn hát hò vừa rồi là anh em lưu truyền lội bộ nhá anh em nhá. Tôi anh em đừng để lộ ra là tôi biết tiếng Anh. Bao lâu nay tôi giấu cái bí mật là tôi không biết tiếng ngoại ngữ đấy. Bây giờ để lộ ra, bây giờ công ty nước ngoài người ta bắt tôi sang làm việc này kia phiền lắm. Tôi đang ở Việt Nam nó quen đấy anh em. Mọi người nhá. Lộ ra tôi biết tiếng Anh, cuộc sống tôi nó lại giàu sang phú quý quá. Lương 7 củ mà tự nhiên lại cho thành 70 thì cuộc sống áp lực lắm. Có tiêu gì đến tiền đâu. Biết tí ngoại ngữ trông cái con người mình nó khác hẳn chứ còn gì nữa. Một trận đã Kim Ông 1, 4 trận nữa là cao thủ. Anh Duy cứ mỗi mùa là đổi tên ác chính không? Ác này chính thật nhá, ác này là chính thật đấy, ác này là Gmail của anh ấy. Còn mấy cái nick kia là chính giả vờ đó. Lâu lâu cày lên cao thủ thách đấu thì kiểu tôi cũng hay mất nick anh em. Mày đừng có mồm điêu đi. Uầy, bây giờ chúng nó vẫn bui cái gì nhỉ? Vẫn bui móc điệt cung trạng vạng với đoản đao anh em ạ. Vẫn là trời rồi ôi và... bên mấy ông kia đã chuyển sang bên kia. Conan ra quỳ với cả Viking sang kết bên kia rồi. Xong rồi Big ơi. Xong nó còn xô của anh em mình nữa, nó ác ôn thật đấy. Xuân Hòa đã Wiscan. Ở Xuân Hòa nhá. Chớm thách đấu là mất nick mặt cười. Vượt có. Anh Duy tuyển thủ chuyên nghiệp à? Không, anh chuyên nghiệp 8 năm trước rồi. Đùa chứ anh chuyên nghiệp cách đây gần 1 thập kỷ rồi đấy. Đẩy luôn này đi. Ơi nó mất lính ngay. Phát nào anh đi. Được em ơi. Thôi từ nha, từ nha em ơi. Hai luôn này. Anh đi. Tôi nói đi. Anh có đam AD quá. À, sút nửa cây đi anh. I'm joking. Stop. Rồi hết kèo rồi. Được không? Có à? Cái gì đấy? Sao để nó kéo đấy? Đùa. I came for the hunt. Stay. Going to say. Mình làm phát một chục nói gì? Đi. Hay mày. Đấy, rồi mình xuống á, Rồi nó tầm ở đây luôn á. Đẩy nhanh. Đây, ô mày đây. Ê, chơi này. Cứ bắn đi. Anh biết. Anh tưởng anh flash bắn lên là chết nó luôn rồi. Ai à. Anh chắc lên kiểu móc điệt rồi lên cung trạng vạng nhá, với cả đoàn đao nhá. Lên cái kiểu kia tốn tiền quá, kiểu vô cực tốn tiền quá. Đánh ôn là hơn đấy anh ạ. Ừ, ok em ơi. Thôi thả đi, lên đi, thẳng đấy. Láo nhà đúng một mình luôn. Sao bây giờ tiền nó cứ lẻ lẻ nhỉ, cứ 267 đồng ấy. Nó bẩn đấy. 15 giây có hưu. Được rồi. Nó tăng tốc rồi, nó tăng tốc rồi. Không chết đâu. Ok mà, hay rồi. Từ từ nhá, có hưu nhá. Để kéo anh à. Hưu à. Chết rồi, chết rồi. Lùi luôn em, lùi luôn em. Lùi lốt nha. Không được à? Không chết nổi. Tốt về thằng tốt này Viking mới tuyển đúng không? Sai sai siếc rồi, không biết là Viking E à? Căng nhờ. Bây giờ nhiều tài năng trẻ quá anh em ạ. Bây giờ nhiều khi mình chả biết thằng nào với thằng nào. Ok, manh dê 10 tuổi à? 2006 à? Đẹp nhờ, cái tuổi đẹp điên. 18 tuổi. Ê, đây. Ở đây không? Chụp lại nè. Sao lại luôn đó? Anh hết nha. Bình tĩnh thôi với cái. Anh em tư vấn nhé. Mà chạy đi, chạy thẳng đi, ôi chít rồi. TB kìa. Chết hết rồi mày. Nó còn lag rồi. Đi ra top em ơi. Ra đây anh đi. Anh hưu em đùi luôn. Chị nó không xuống được em ơi. Chạy hết rồi. Từ anh đẩy lên đấy, từ anh đẩy lên nhanh. Ok. Hai tay nhanh một tôi đâu. Em bám. Ê, từ từ đánh chít trước em ơi, đánh chít trước, ra đây. Anh cover đâu? Là em đấy thằng chít nó giết em. Hay quá, nó tùy ăn. Chít nó giết em mình ạ. Bắt buộc rồi. Ok, hay rồi. Level 10 là mình có quy này. Đây. Chết rồi, thằng này chết rồi. Chết rồi. 3 máu kìa. Ngon đấy, rồng ngon đấy. Rồng ngon luôn đấy. Thôi thằng rồng thì mình farm cũng được luôn đấy chứ. Bi ngu à? Bi ngu này có phải thằng ấy không? Mắc à? Bi mắc cái sao ấy nhở? Chơi lại game à? Dễ là nó ấy, tại vì nó hay đặt mấy cái tên kiểu này. Bi ngu này anh em ấy. Giờ đang không bi à? Nó nhảy trượt. Hay quá. Mất lát luôn nhá em nhá. Em nghĩ sao anh em phải lên ven là ngày nhỉ? Thằng này đánh đường dài có con Ivan này anh em giết được ấy, anh bắn anh có xuyên rồi. Được rồi, em sút đau lắm. Này em à. Thằng đen sút gì đấy. Chết rồi. Có ai lìn em cũng chết được luôn đâu. Em sút được chứ, thằng này làm gì có cửa hả? Chơi em ơi, chơi. Mày bị hâm à? Cái gì vậy? Em ơi đẩy cái mít vô em ơi. Em sút ở đây nhá. Ok anh có rờ nhá, Vì cái anh kia. Chít em ơi. Giết luôn ra quỷ à? Đây thằng này nó có rồ, nó chơi được đấy nhá. Còn back em mày. Con đừng tham. Chạy thẳng nhá, chạy thẳng nhá. Ai ăn rồng đi, ai ăn rồng ấy. Ở trên này hết rồi, ai ăn rồng ấy. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Hay quá. Anh hết tay rồi, anh không đánh được hơn nữa. Bot này, bot này, bot này. Cảm ơn Quỳnh Ngu nhá. Quỳnh Ngu đã Wiscan 5.000 đồng. Đi chỗ khác làm ăn nhưng vẫn là ý tốt chứ a Duy. Hay lại cũng thành yêu chung mét giống ai đó. Cái lùi đi em ơi. Chết đấy em ơi, lùi đi. Lùi đi em ơi. Chạy em không chạy nổi. Giảm tành nó mạnh quá. Anh ăn con đồ nó tí nữa anh bị out combat. Ô đồ luôn này, đồ luôn này. Đây 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 đây. Tổng á, tổng á. Mà tên mình win à, win à. Săn tên đi. Hay không? Giết một à. Giết gì đấy. Tên luôn, giết hết luôn. Ở cái vén rồng Adon á. Ê. Này đi ơi. Đó, đánh hạt được không? Mẹ ơi, hay quá. Ok. Anh em mình quỷ luôn đi chứ không già đâu em ạ. Rách việc với anh đấy. Đừng ai nói anh già. Cách đầu cứ vào đây. Sơn Hòa đã Wiscan Sơn Hòa nhá. Anh này quỷ à. Anh này cũng sương thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video lần này. Nhớ like, đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ cho Duy Còm nhá.